trần nhật phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình vô đề sáng chủ nhật ngày hôm nay trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của phong để theo dõi các bản tin hàng ngày các bài nói chuyện phân tích đối chiếu so sánh trên tinh thần chủ quan của phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin cảm ơn mọi người rất là nhiều và Trước hết là đã thông báo trước cho quý vị ngày hôm qua Bởi vì ngày hôm nay Phong phải ra phi trường sớm Do đó thì cái chương trình này đã được làm sớm hơn nửa tiếng đồng hồ Tức là thay vì là 6 giờ rưỡi giờ của 7 giờ giờ của California Thì nó là 6 giờ rưỡi giờ California Và cũng là 8 giờ rưỡi giờ của Houston, Texas Cảm ơn tất cả các thính giả đã theo dõi cái channel của Phong Và như thường lệ mỗi sáng Chủ nhật chương trình vô đề chúng ta vẫn có những đề tài mở rộng hơn thay vì tập trung thời sự ở trong uh, tuần thì đó là cái uh, chủ đích của cái chương trình uh, vô đề. Mong rằng ngày hôm nay quý vị sẽ có những đề tài mở rộng. Tuy nhiên, trước khi đi vào chương trình vô đề sáng ngày hôm nay thì cho phép Phong gửi một lời chia buồn một cái tin rất là sốc buổi sáng ngày hôm nay vừa mở máy lên là nhận được tin. Quý vị, một trong những tên tuổi rất lớn của làng nhạc Việt Nam, đặc biệt là miền Nam Việt Nam uh, trước năm 1975 Nhạc sĩ Ngọc Chánh, người đã lập ra băng nhạc Shotgun, ông đã vừa tạ thế vào ngày hôm qua 7 tây lúc 6 giờ chiều tại California và hướng tỏ 86 tuổi. Quý vị, nhạc sĩ Ngọc Chánh là một tên tuổi rất lớn. Ông là một có thể là khán giả trẻ trong Việt Nam không biết ông, nhưng những ca khúc của ông các bạn vẫn hát và các em trẻ vẫn hát. Đó là hai ca khúc rất nổi tiếng mà tôi đã từng nói rất nhiều lần. Thứ nhất là Vết thù trên lưng ngựa hoang, viết chung với nhạc sĩ Phạm Duy cho cuốn phim Vết thù trên lưng ngựa hoang dựa theo tác phẩm của Duyên Anh Vũ Mộng Long. Thì đây là một tác phẩm nổi tiếng mà quý vị và các bạn vẫn thường nghe Elvis Phương hát. Và ca khúc thứ hai được xem là một ca khúc rất nổi tiếng Bao giờ biết tương tư. Từ. Đây là ca khúc mà ông viết nhạc nền cho cuốn phim cũng của Duyên Anh, cuốn phim có tên là Điệu ru nước mắt dựa theo tác phẩm của Dương Anh điệu ru nước mắt viết về đại ca Thai và khi bản nhạc này được viết làm nhạc nền cho phim thì nhạc sĩ Ngọc Chánh rất mê cái uh, melody tức là cái dòng nhạc của ông sáng tác sáng tác cho cái nhạc nền thì ông viết theo dựa trên cái uh, cái ca khúc ở uh, những cái ca khúc mà cô động của Nhật thì uh, nhạc sĩ Ngọc Chánh đã viết lời cho nhạc phẩm này và đặt tựa là bao giờ biết tương tư đây là những ca khúc rất nổi tiếng của nhạc sĩ Ngọc Chánh ông vừa mới tả thế xong vào chiều ngày hôm qua và ngày hôm nay thì tôi lại sáng ra tôi mở ra và trong tuần lễ này chúng ta đã có ba tên tuổi lớn ở trong cái làng văn học nghệ thuật của việt nam ra đi thứ nhất là nhiếp ảnh gia thái đắc nhã thứ hai là nhà văn chu tấn và thứ ba là nhạc sĩ ngọc chánh à, tôi thì có cái duyên làm việc với nhạc sĩ ngọc chánh ở trên đây thì quý vị có thể tìm thông tin của nhạc sĩ ngọc chánh ở trên cái trang google chỉ cần đánh chữ nhạc sĩ ngọc chánh là quý vị sẽ thấy được thì à, ông có rất nhiều ca khúc và đây là tấm hình sau cùng mà tôi gặp được ông tại vì năm 2017 tôi mở một cái nhà hàng thì ông và phu nhân có ghé thăm cái nhà hàng và ủng hộ cho tôi với Phượng Mai thì đây là tấm hình mà à, cuối cùng mà tôi có được tuy nhiên thì với nhạc sĩ Ngọc Sánh thì tôi có rất là nhiều duyên tại vì khi mà tốt nghiệp từ ở Colombia về và làm trên hãng Colombia và hãng Paramount được 8 tháng thì tôi chuyển về Orange County và nhờ đến vũ trường Rich của nhạc sĩ Ngọc Chánh thì tôi mới có cơ hội gặp được à, Cô Túy Hồng là kịch sĩ nổi tiếng và cô Túy Hồng là người đã đưa tôi vào trong cái ngành lồng tiếng phim bộ à, cho Hồng Kông và tôi làm nghề này suốt 17 năm. OK? Thì à, cũng nhờ cái duyên nhờ anh à, lúc đó thì à, anh Minh Hà với lại Trần Quốc Bảo lúc tôi vừa về xong thì họ đưa tôi tới vũ trường Rich gặp chú Ngọc Chánh và lúc đó thì tà, tôi đang làm về lighting tức là lúc mà làm cho Colombia Pictures với lại Paramount thì tôi làm về ngành thay vì đúng cái nghề đúng cái ngành mình học thì họ cho mình làm lighting engineer tức là chuyên viên ánh sáng thì lúc đó à, họ đưa tôi, tôi gặp tôi gặp chú Ngọc Chánh thì à, cuối cùng thì tôi lại gặp cô Túy Hồng ở đây và cái số phận đưa mình vào cái nghề lồng tiếng thì phải là nhờ cái duyên của chú Ngọc Chánh và những năm sau đó thì à, tôi vẫn thường xuyên gặp chú Ngọc Chánh và chú Thời à, đi chung với nhau À, sau này thì ông sang lại cái vũ trường rich cho anh phương và ông à, về hưu và chỉ đi chụp hình khắp nơi ông có những bức hình chụp rất đẹp ở những cái cảnh à, còn hơn là một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp nữa quý vị à, đáng tiếc là chú ngày hôm qua được tin nhà chú mất thì à, sáng nay tôi nhận được cái tin rất là à, phải nói là trong lòng rất là khó chịu là bởi vì à, với chú chánh ông được xem là một trong những cái tên tuổi lớn và thứ hai là ông là đối với anh chị em nghệ sĩ như một bát nước đầy ngày xưa năm từ năm 94 cho đến năm 98 tức thời gian mà tôi về Orange County đó quý vị thì vào phòng trà lòng tiếng đó, thì gần như mỗi tuần tôi và Việt Dũng vẫn có mặt ở trong vũ trường của ông chiều thứ sáu chiều thứ bảy là tối thứ sáu tối thứ bảy bởi vì thời điểm đó anh chị em nghệ sĩ ra mắt CD rất nhiều và tôi thì lo về kỹ thuật còn Việt Dũng thì làm MC và cái vũ trường đầu tiên mà chúng tôi ghé tới là vũ trường Rich rồi sau đó mới chạy qua Majestic, Queen Bee hay là uh, Caravel vân vân nhưng vào thời điểm đó thì chúng tôi đã sinh hoạt rất là nhiều là cũng nhờ cái nơi của chú Chánh và một lần nữa cho phép phong được thắp một nén hương lòng gửi đến uh, chú Chánh và mong chú sẽ an nhàn nơi cõi Phật một lần nữa chia buồn cùng gia đình chú uh, Ngọc Chánh đó là cái uh, lời chia buồn của tôi rồi quý vị uh, đó là cái uh, sự chia buồn đối với là một cái tên tuổi lớn trong làng nhạc Việt Nam Có lẽ tôi sẽ về tới uh, OC Có lẽ tôi sẽ làm một cái chương trình đặc biệt cho những khán giả trẻ trong nước hiểu hơn Về cái uh, dòng nhạc trước 75 Và những sinh hoạt của riêng nhạc sĩ Ngọc Chánh Bởi vì nhạc sĩ Ngọc Chánh ông được xem là một cái tên tuổi rất lớn nha Rồi bây giờ chúng ta bước qua phần đọc comment của quý vị Và hy vọng rằng là ngày hôm nay chúng ta sẽ có những đề tài mở rộng hơn Thay vì tập trung thời sự trong tuần Riêng cái trường hợp của Quốc hội Hoa Kỳ, tôi đã có bài phân tích ngày hôm qua. Và tôi đã có bài nói chuyện để cho giải thích tất cả rồi, cho nên ngày hôm nay quý vị đừng hỏi gì về cái vị trí chủ tịch hạ viện của Kevin McCarthy nữa, đã xong. Và chúng ta chỉ đi vào phía trước, tức là chúng ta tiến về phía trước thôi. Có nghĩa là chúng ta sẽ move forward là chúng ta bắt đầu thực hiện những cái chính sách được xem là kềm chế đối với lại cái chính quyền cánh tả của ông Joe Biden. Thì cái đó đã xong rồi. Bây giờ hy vọng ngày hôm nay quý vị sẽ có những đề tài khác nha. Rồi tiếp tục, à, người nào ra ghi danh tổng thống thì phải mất cái ghế mình đang ngồi đúng không anh? Trên quy tắc thì họ phải đi vận động cho ghế tổng thống, do đó họ không có giờ để những giữ cái nhiệm vụ của họ. Tuy nhiên thì à, họ vẫn duy có những người vẫn duy trì. Ví dụ như trước đây bà Kamala Harris vẫn giữ cái ghế thượng nghị sĩ của bà cho tới khi bà được làm liên danh chung với ông Joe Biden hay là trước đó thì ông Bernie Sanders hay là Elizabeth Warren cũng ra tranh cử chức tổng thống họ vẫn giữ chức thượng nghị sĩ không nhất thiết là phải từ chức nha rồi tiếp tục ok à <laughs> chú ngọc chánh năm nay là 86 tuổi ông sinh năm 1937 và ông vừa mới tạ thế ngày hôm qua xong và được xem ông là một ông được xem là một trong những băng nhạc lân danh của sài gòn ngày xưa băng nhạc shotgun và khi mà qua tới mỹ thì có một thời gian ông sống ở tại bắc california tức là san jose rồi sau đó ông dời về, về Nam California và mở vũ trường Rich tại đây. Vũ trường Rich được xem là nơi hội tụ đất đông, anh chị em nghệ sĩ và gần như là một trong những cái vũ trường chính ngày xưa. và đến lúc mà sau đó thì ông lại sang lại mệt mỏi và ông sang lại cái vũ trường cho anh Phương. thì cứ bị thấy là cái công ty mà Rich bây giờ Phương mà Rich Entertainment đó là lấy từ chữ Rich của chú Ngọc Chánh. thì anh Phương là một trong những người mà chuyên môn tổ chức và về văn nghệ đó nổi tiếng đó nha rồi tiếp tục à wow à, rồi cảm ơn các bạn cả chú chánh từ từ rồi cũng sẽ những cây cổ, cổ thụ của cộng việt nam cộng hòa sẽ ra đi quý vị ở cái tuổi của họ bây giờ hầu hết trên 80 rồi và họ là những người tiên phong của dòng nhạc dòng tân nhạc của miền nam và nếu chú chánh là coi như thế hệ thứ hai thứ ba đi Nhạc sĩ Phạm Duy hay là Dương Thiểu Tước là những người của cái thế hệ đầu tiên Thì chú Chánh được xem là một trong những người đầu tiên của cái dòng nhạc của miền Nam sau Trước năm 1975 tức là kể từ khi mà có cái chia đôi vĩ tuyến từ năm 1954 trở về cho tới năm 1975 đó Thì chú Chánh được xem là một trong những tiên phong Và lúc đó thì ông viết rất nhiều những ca khúc nổi tiếng chung với nhạc sĩ Phạm Duy và ca khúc mà mọi người biết nhiều nhất vẫn là vết thù trên lưng ngựa hoang. đây là các nhạc phẩm được viết theo yêu cầu của hãng phim khi mà họ đem tác phẩm của duyên anh dựng thành phim và tác phẩm này thì quý vị còn nhớ nhân vật hoàng guitar ở trong cái tác phẩm này thì nhạc sĩ phạm duy viết lời và nhạc sĩ ngọc chánh viết nhạc. sau đó thì nhờ thắng cuốn phim vết thù trên lưng ngựa hoang thì họ tiếp tục làm cuốn phim thứ hai liên quan tới đại ca thai tức là cuốn phim Điệu ru nước mắt là một cái tác phẩm cùng tên à, do nhà văn Duyên Anh viết về đại ca thai của Sài Gòn. Và chú Chánh đã viết nhạc nền cho cuốn phim này. Và nhạc sĩ khác thì viết nhạc chủ đề, tức là bản nhạc Điệu ru nước mắt nó lại một bản khác nó viết theo thể loại Blue thì nhạc sĩ khác viết, còn cái nhạc nền cho cuốn phim thì là chú Chánh viết và nhạc sĩ Phạm Duy đã phổ thành nhạc với cái tựa là bao giờ biết tương tư nha. Rồi tiếp tục. Ok à tôi ở Việt Nam còn thù cái chiếu kháng à, Cộng hòa sau chủ nghĩa Việt Nam chứ đừng nói gì hải ngoại, tôi chả thù gì cả nhưng có điều là họ bịp bộng người ta, họ bịp bộng người dân trong Việt Nam. Thật sự quý vị ở trong tất cả những cái uh, Passport thì cái Passport mà bị uh, khinh miệt nhiều nhất còn hơn cả Trung Quốc nữa chính là Passport của Cộng hòa sau chủ nghĩa Việt Nam đó quý vị nha rồi uh, Kinh tế Việt Nam Cộng Hòa có phụ thuộc Hoa Kỳ không? Lúc đó chúng ta không có đồ xuất cản qua Hoa Kỳ. Cho nên chúng ta không có lệ thuộc. Chúng ta chỉ lệ thuộc về cái ngân sách quân sự thôi. Còn cái kinh tế là chủ lực chúng ta xuất cản cái nông nghiệp. Và nông nghiệp lúc đó gần như gạo, lúa là chính. Thì chúng ta xuất cản qua các nước ở xung quanh khu vực. Và lúc đó về miền Nam Việt Nam được xem là vựa lúa của Đông Nam Á. Tức là nền kinh tế nông nghiệp mạnh nhất Đông Nam Á. Còn lúc đó chúng ta không có xuất cản của Hoa Kỳ Cho nên chúng ta không có dựa vào nền kinh tế của Hoa Kỳ Rất rõ ràng nha Rồi tiếp tục Ngọc Chánh lập nghiệp ở San Jose mở vũ trường năm 82 Dạ yeah, một thời gian thôi Rồi sau đó thì chú Chánh dời về, về Nam California Vũ trường của chú nằm trên đường Brookhurst gần đường Lincoln Tôi vẫn còn nhớ mà tại vì ta kể từ năm 94 cho tới năm 98, 99 đó, thì thời điểm đó gần như là mỗi một cuối tuần thứ sáu thứ bảy thì tôi và Việt Dũng đều và anh Việt Thảo nữa đều có mặt ở vũ trường chú tránh tại có lúc thì anh Thảo làm MC có lúc thì Việt Dũng làm MC và cái thời điểm đó quý vị mỗi một tuần ít nhất là có năm sáu nghệ sĩ ra mắt CD cho nên thời điểm đó chúng tôi rất là bận rộn và tôi thì phụ trách về vấn đề kỹ thuật còn Việt Dũng với à với lại Việt Thảo thì làm MC sân khấu thì à, thời điểm đó chúng tôi sinh hoạt rất là vui ở vũ trường Rich của chú Chánh nha. Rồi tiếp tục. Ok à, Thực phẩm chức năng à, am Amway của Mỹ có cơ quan nào kiểm chúng không hay không? Thứ nhất tôi không biết Phật thực phẩm chức năng là cái con khỉ gì hết. Ok, cho nên tôi không thể trả lời quý vị được. Tôi không hiểu cái chữ thực phẩm chức năng là con khỉ gì hết nha. Rồi tiếp tục. Du học ở Úc khác gì ở Mỹ? họ khác về vấn đề pháp lý thôi, còn cái nền giáo dục của khối dân chủ đều tương tự như nhau. Tức là cái nền giáo dục họ như nhau có điều là bên Úc thì hơi khác một chút xíu là bởi vì bên Úc vẫn nằm trong cái khối Commonwealth của Anh. Cho nên là nó ảnh hưởng cái nền giáo dục của Anh nhiều. Còn à, đó là còn và về pháp lý á, thì tôi nghĩ rằng nó có sự khác biệt. Cái thủ tục mà xin nhập học ở các trường nó khác nhau. Còn cái vấn đề mà giáo dục thì họ có chung một cái standard tức là họ chung một tiêu chuẩn cho nên không có gì khác hết nha yeah. rồi tiếp tục à, vàng ở Việt Nam và gì đây việc cộng bóc miếng nhựa à, như thế nào là là không hiểu luôn ok à, rồi à, cách nào để duy trì nghệ thuật à, dân ca như quan họ cải lương đờn ca tài tử quý vị thật sự quý vị chúng ta bị kẹt ở vấn đề này tức là cái dòng văn hóa của người Việt chúng ta đó thì đi về cái ngôn ngữ nhiều hơn. Cho nên á cái mức phát triển của nó bị giới hạn. Cái mức phát triển nó bị giới hạn bởi vì dùng ngôn ngữ nhiều hơn. Còn ngược lại, một số những nghệ thuật của những quốc gia xung quanh chúng ta đó, ví dụ như của Trung Hoa hay là của Nhật Bản hay là của Nam Hàn đó thì họ đi về dùng cái ngôn ngữ cơ thể nhiều hơn. Tức là họ dùng cái cơ thể để diễn đạt ngôn ngữ, cho nên họ dễ dàng phát triển hơn bởi vì những người mà không biết ngôn ngữ việt nam đó không biết ngôn ngữ việt nam đó thì họ sẽ không hiểu chúng ta hát cái gì hết ngược lại tàu người hoa thì họ có cái vũ nghề thường người nhật và người nam Hàn họ có cái hệ thống trống trump, trump đó, thì họ có những cái biểu diễn rất đặc biệt do đó họ duy trì được riêng cải lương hát quan họ hay là đơn ca tài tử thì cái vị nó bị cái kẹt ở chỗ là chúng ta dùng cái ngôn ngữ nhiều hơn trừ có môn hát bộ, môn hát bộ thì còn có dùng động tác ngôn ngữ của cơ thể để diễn đạt hay là cái quá trang để diễn đạt được cái nhân vật thì ở bên ngoài người ta còn hiểu nhưng mà ở những quốc gia khác quý vị họ đẩy mạnh cái vấn đề gọi là ngôn ngữ uh, gọi là ngôn ngữ chung ngôn ngữ chung tức là cái ngôn ngữ của cơ thể tức là diễn đạt bằng cái ngôn ngữ của cơ thể chứ không phải bằng cái miệng thì uh, người ta dễ và dàng gọi là phát triển nó ra nhiều hơn ví dụ như chống Kaido của uh, Nhật và của Nam Hàn đó quý vị thì quý vị mà coi họ biểu diễn là mình hết hồn luôn đó hay là quý vị xem cái kinh kịch Trung Hoa tức là backing uh, opera đó họ biểu diễn giống như siết vậy đó thì người xem họ hiểu được họ không cần hát nhiều thì cái đó là cái khác biệt nha rồi tiếp tục <laughs> nếu giấy tờ là con em quốc gia nghệ tử của ảnh hưởng tới việc bảo lãnh không anh Phong à, của việc thật sự quý vị vấn đề bảo lãnh nó không có ảnh hưởng gì cả nó không có ảnh hưởng gì cả trừ phi quý vị có thể vượt biên ra khỏi việt nam thì quý vị có thể dùng giấy tờ này mà không cần ai bảo lãnh chỉ cần bảo trợ thôi thì quý vị vẫn có thể tìm cách định cư tại hoa kỳ tại quốc gia nghĩa tử là những con em của quân lực việt nam cộng hòa thì nếu quý vị vượt biên ra ngoài việt nam đó thì quý vị có thể làm được tại vì năm xưa khi mà tôi vượt biên tới bi đông đó thì tôi là con cái của quân lực việt nam cộng hòa Do nên là Hoa Kỳ có cái chương trình dành cho chúng tôi Còn bây giờ thì cho tôi không biết là họ còn cái chương trình đó hay không Nhưng cái hồ sơ này không ảnh hưởng gì cả nha Rồi tiếp tục Ở Việt Nam mấy bài báo viết về Mỹ toàn lấy thông tin từ mấy báo cánh tả Thứ nhất là họ lấy tin từ những cái báo gọi là, là left wing hay quý vị gọi một cách lịch sử là liberal đó Thì ở đây đứng đầu là tờ New York Times rồi tới tờ Washington Post USA Today Còn không đó quý vị họ dịch từ những lá báo lá cải tức là những cái tờ tháp lo như là Inquirer này nọ đó thì những tờ này chuyên môn là đi đạo hầm cầu của giới nổi tiếng để mà bán báo thì đám Việt Nam nó khai thác cái 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 hầm cầu này nhiều lắm do đó tại sao mà giới trẻ trong Việt Nam nó bị ảnh hưởng bởi vì báo chí của cộng sản bị kèm kẹp không được phép nói về chính trị đa chiều chỉ được phép tuyên truyền một chiều do đó họ phải tìm tìm cái lối thoát bằng cách là họ khai thác những cái Inquirer Tức là những cái phia uh, tinh lá cải Tức là hầm cầu của giới dọn nổi tiếng đó Để họ khai thác Và chính sự khai thác mười mấy hai chục năm nay Nó đã đưa tới tình trạng những giới trẻ Ở trong Việt Nam bây giờ Chạy theo văn hóa hầm cầu này nhiều hơn Đây chính là cái sự giáo dục bế tắc đó quý vị nha Rồi tiếp tục À Ngôn ngữ Việt cộng khác với ngôn ngữ Việt Nam Cộng hòa nên mới có sự bất đồng ngôn ngữ. Thì đương nhiên nó có một cái tại vì thật sự cái ngôn ngữ trước năm 1975 thì đôi bên đều dùng giống nhau. Đôi bên đều dùng giống nhau, nhưng cộng sản không đủ khả năng quản trị đất nước và cai trị. Do đó, những kẻ những thế hệ cai trị kế tiếp của cộng sản đó thì thất học, vô giáo dục. Do đó quý vị nó đẻ ra một cái hệ thống giáo dục không còn có lối thoát và nó dùng những cái chữ tầm bậy tầm bạ ở ngoài nó nhét vào miệng người khác hay là nó nhét trên báo chí là nó biến thành những cái chữ uh, gọi là coi như là ngôn ngữ Việt Nam. Nhưng thật sự đó chỉ là những cái đường uh, những cái những cái ngôn ngữ chợ búa, những cái ngôn ngữ ở ngoài dân gian thôi. Nó không có chính thức nằm trong cái uh, cái từ điển. Do đó thì quý vị thấy nó có sự khác biệt rất lớn nha. Rồi tiếp tục à BBC tiếng Việt sao dạo này không có nhiều tin vậy? Câu hỏi cũng hay lắm, tôi cũng không biết lý do tại sao sau này họ lại có những cái thay đổi. Gần như là 90% nhân viên của BBC bây giờ đều là giới trẻ sống và lớn lên ở ngoài Bắc và đi du học ở các quốc gia Đông Âu, rồi vô làm cho BBC. Bây giờ người trưởng bang Việt Ngữ vẫn là Giang, Giang Nguyễn vẫn là trưởng ban Việt Ngữ. Thì hầu hết nhân viên của BBC bây giờ là những người gốc Bắc hết. Những người gốc Bắc ở ngoài Bắc và họ đi du học ở Đông Âu đó Rồi họ được tuyển chọn vô lần Thì uh, cho nên Bây giờ và cách đây vài năm thì BBC đã có một cái văn phòng chính thức tại Hà Nội Do đó có lẽ vì điều này BBC đã thỏa hiệp Trước nay thì BBC có văn phòng ở Bangkok Và họ ở Bangkok thì họ lấy tin ở Việt Nam Nhưng bây giờ họ có văn phòng ở Việt Nam Thì có nghĩa là họ phải thỏa hiệp với chính quyền Cộng sản Do đó Những cái tin nào mà liên quan tới những cái uh, À, cái khác đó thì họ giới hạn lại chính vì vậy mà quý vị thấy ít tình nha rồi tiếp tục bút à... tinh thất bại trong cuộc chiến ukraine thì bút trả giá như thế nào vấn đề là thất bại đó mức độ của nó như thế nào mức độ thất bại như thế nào phải mới mới biết được cái hậu quả của Putin nếu thất bại tới mức mà mất luôn chức tổng thống và bị người dân nga lật thì nó khác còn thất bại ở chỗ là chỉ dừng lại ở bốn khu vực sát nhập thì nó khác do đó phải coi mức độ thất bại của ông ta là ở mức độ nào đã nha yeah. rồi tiếp tục wow à ông bạn em không chịu nghe lời khuyên của em nên ngừng mở cái tiệm kinh doanh à cái gì khăn khăn làm nên nợ tùm lum thì tôi đã nói quý vị rồi giai đoạn này là giai đoạn thủ không phải công giai đoạn này kể cả bên mỹ chúng tôi còn phải thủ lại chứ đừng nói tới việt nam Việt Nam là banh sát luôn, tại Việt Nam không có căn bản kinh tế Do đó, càng mở thì càng nợ Càng mở những cái mối làm ăn ở Việt Nam thì càng nợ Và đến lúc mà nợ không nổi nữa đó, là làm quản đi tù đó, nha Rồi, tiếp tục Ok, à 2020 em có gửi ít tiền ủng hộ cho cuộc bầu cử tổng thống Trump trên trang mạng của tổng thống Trump nhưng sau cuộc bầu cử 2020 trang mạng đó gửi cho em hoài có phải của ông Trump không? Thứ nhất là có rất nhiều trang lấy tên của ông Trump là quảng cáo tôi không biết là quý vị có đi đúng cái trang đó hay không. Thứ hai là quý vị có phải ở Mỹ và quý vị có quốc tịch Mỹ hay là thường trú nhân của Mỹ hay không để đóng góp tiền cho quỹ tranh cử. Tại vì quý vị ở nước ngoài quý vị không gửi vào được. Còn những cái trang nào mà nó nhận tiền nước ngoài thì có thể là những trang giả những trang đó là những trang giả không phải trang thật, tại vì trang thật của tổng thống trump lúc đó là nó gọi là red wing á, thì cái trang đó đó quý vị là không được phép nhận tiền từ nước ngoài, không được phép nhận tiền của bất cứ ai từ nước ngoài hết, trừ khi những người đó là công dân mỹ, trừ khi những người đó là thường trú nhân tại mỹ thì mới được, còn nếu không là không được nha, rồi tiếp tục Quốc hội đã họp và đưa ra dự luật chưa chú. Có nghe có lẽ là sau cái ngày à, thứ sáu vừa rồi thì họ sẽ bắt đầu lập tất cả những cái viết Tất cả những cái dự luật để bắt đầu đưa ra thảo luận, bỏ phiếu và thực hiện nha. Rồi tiếp tục, ok à. Chú Phong có thể dành một chương trình nào đó đề tài văn hóa miền Nam trước 75 để mọi người khỏi bị tai não. Tôi đã nói rất nhiều lần trong những cái chương trình livestream trước đây hay những cái à, Uh, video trước đây của tôi upload thì tôi đã nói rất nhiều về cái văn hóa văn học nghệ thuật của miền Nam Việt Nam Nó phát triển rực rỡ như thế nào Và nó song hành Với lại văn hóa và uh, Cái văn uh, nghệ giải trí của cộng đồng quốc tế Quý vị nên nhớ cho tới giờ phút này Những ca khúc của thập niên 60-70 Vẫn làm chủ cả thế giới Quý vị nhớ từ thời điểm của Elvis Presley Cho tới sau đó là Tom Jones Rồi tới uh, bang Beatles John Lennon cho tới giờ phút này những ca khúc đó vẫn là những ca khúc ăn khách nhất thế giới thì cái sáng tác của thập niên 60 70 là những cái sáng tác được xem là lừng danh thế giới thì song hành với đó ở miền nam thời điểm đó mặc dù có chiến tranh nhưng mà sức sáng tạo của họ rất mạnh họ song hành với lại cái dòng nhạc của thế giới luôn nha yeah. rồi tiếp tục ok à Nợ nần nhiều thì là một bài học thực tế đầy xương máu à, Sẽ thấm trong trí óc lâu dài nhất Tự đặt câu hỏi rồi tự mình trả lời Thật sự quý vị bước ra làm ăn Thì quý vị phải hiểu một điều Nó là cái risky Tức là nó là một cái sự phong hiểm Mình có thể kiếm rất nhiều tiền Nhưng có thể nợ ngập đầu Vấn đề do bản thân của mình thôi Phân tích thị trường Phân tích tất cả những cái nhu cầu của mọi người Trước khi quý vị bước ra làm ăn Tôi đã từng thất bại Tôi đã từng thất bại do đó tôi hiểu được à thì quý vị, cái quan trọng nhất là phải trả giá bằng xương máu. Quý vị, có những lúc gọi là kiếm tiền mua một gói thuốc còn không có. Những lúc thất bại đó là kiếm tiền mua gói thuốc còn không có đó các quý vị nha. Yeah. Rồi tiếp tục à một nhà lãnh đạo thường học giỏi và am hiểu như lĩnh vực không? Chưa chắc. Ông trump chưa chắc đã người là người học giỏi ông Abraham Lincoln xuất thân nghèo khó cũng chưa chắc là học giỏi. Vấn đề tầm nhìn. Mà tầm nhìn đó thì nó được huấn luyện ở trong cái môi trường mình sống. Nhiều hơn. Còn học thức chỉ là một cái bằng cấp, chỉ là một cái căn bản cho mình thôi. Chứ nó không phải là cái cái khẳng định cái vị trí của mình. Cái quan trọng nhất là cái point of view. Tức là cái tầm nhìn của quý vị như thế nào. Về xã hội, nơi quý vị đang sống thì quý vị à, tự phân tích tự đặt câu hỏi tự trả lời thì cái kiến thức quý vị lên cao hơn còn cứ chạy theo những cái, uh, những cái số đông của những người dân sống ở đó ở xã hội đó thì quý vị sẽ bị cuốn vào trong cái dòng đó quý vị không hiểu được vấn đề không phải là đòi hỏi quý vị có học thức cao nó đòi hỏi quý vị có một cái tầm nhìn tốt và làm cách nào đáp ứng được nhu cầu của tất cả các phía thì quý vị là một nhà lãnh đạo tốt còn chỉ đáp ứng nhu cầu của một phía hay một thiểu số Thì quý vị sẽ bị xem là những kẻ gọi là ăn cơm chính trị Còn nếu mà độc tài hơn nữa Muốn tất cả mọi người theo ý mình Thì quý vị sẽ thứ là thứ độc tài nó khác nữa nha yeah. Rồi tiếp tục à, BBC những năm trước à, tin bất à, rất chuẩn như, như của anh Phong Nhưng năm nay không có đưa tin nữa Em rất buồn cho BBC à, Có tiếng nhiều năm nay mà phải thất à, thỏa hiệp với Cộng sản Việt Nam họ thỏa hiệp để họ duy trì cái ban Việt ngữ. Tại vì ban Việt ngữ ngày xưa nằm trong cái world service tức là quốc tế vụ của đài BBC. Lúc đó BBC được hai cái ngân sách, một cái ngân sách của công ty mẹ BBC và một cái ngân sách của Bộ ngoại giao Anh. Sau này Bộ ngoại giao Anh cắt bỏ cái ngân sách đó, trả về cho BBC mẹ thì họ giảm xuống còn có 13 ngôn ngữ. Từ 43 ngôn ngữ, họ cắt bỏ hết 30 ngôn ngữ còn có 13 ngôn ngữ thôi thì trong đó duy trì để, duy trì lại cái việt ngữ thì họ cũng đã đấu tranh rất là nhiều và cuối cùng bây giờ họ muốn thỏa hiệp với cộng sản là bởi vì họ muốn giữ lại cái ban việt ngữ ở trong cái bbc nhưng cái ban việt ngữ đó vì thỏa hiệp cho nên quý vị bây giờ cái khuynh hướng đưa tin của họ khác rồi cái khuynh hướng đưa tin của họ đã không còn giống như là ngày xưa nữa do đó quý vị phải thông cảm thôi Bây giờ tôi coi BBC giống như là Mặc dù tôi đã từng cộng tác với BBC trong 5 năm Từ 2012 cho tới 2017 Thời điểm đó tôi phụ trách vùng Bắc Mỹ Thì thật sự quý vị BBC có một cái truyền thống rất tốt Có điều là Giang thì là có cái khả năng quản lý đó Nhưng Giang có cái nhìn khá thiên kiến Do đó Giang bây giờ ở thế là phải mướn tất cả những chuyên viên miền Bắc tất cả những người mà gian mướn vào đều là những người đến từ gốc bắc hết bây giờ thái thượng hoàng của bbc xuân hồng là một trong những thái thượng hoàng của bbc đó ảnh về hưu cách đây à, vài năm rồi đó thì bây giờ ảnh chỉ có ý kiến thôi chứ ảnh không còn có cái thế đứng gì nữa ảnh về hưu rồi thì bây giờ ảnh cũng không xen vào được tại vì toàn bộ những nhân viên làm việc trong bbc bây giờ 8-90% phần trăm đều là những người đến từ phía bắc hết và họ đã bị à, giáo dục nhồi sọ từ ở cái trường trung học ít nhất đến cấp trung học ở ngoài Bắc. Do đó cái cái cái, cái cách đưa tin của họ khác với lại của miền Nam nhiều nha. Yeah. Rồi tiếp tục, ok à Một bài báo gần đây lọc dầu Trung Quốc bị lỗi kỹ thuật phải giảm à, sản lượng sản xuất, câu hỏi là tuần tới xăng có dầu. Thứ nhất là Trung Quốc có được bao nhiêu nhà máy lọc dầu? để ảnh hưởng được thị trường thế giới trung quốc là nơi nhập dầu nhiều nhất thế giới nó chả ảnh hưởng gì hết những nơi mà lọc dầu nổi tiếng của thế giới là hoa kỳ vương quốc ả rập thống nhất hay là saudi arabia trung quốc chả có cái con khỉ gì để mà gọi là ảnh hưởng giá dầu của thế giới hết họ chỉ là nhập lại từ phía của nga và phía của khối ả rập thôi đừng coi trọng trung quốc trung quốc không có đủ khả năng về năng lượng trung quốc là cái nơi ngốn năng lượng nhiều nhất thế giới chứ không phải là nơi sản xuất năng lượng phải hiểu điều đó nha rồi tiếp tục ok à ông trong tốt nghiệp ở penn uh, cái gì đây uh, pennsylvania pennsylvania thật sự quý vị đa số thì vẫn tốt nghiệp tại vì đó, giống như tôi nói ở mỗi một cá nhân ở bên đây thì ra trường thì uh, khi mà còn học trung học rồi sau đó đi học rồi ra trường thì cái bằng đại học ai cũng gần như cũng có. Vấn đề ở chỗ. Vấn đề ở chỗ là cái cái point of view. Cái cái vision của họ như thế nào. Chứ không phải là do họ tốt nghiệp. Có những kẻ đó quý vị. Tôi nói thẳng luôn. Tham gia những cái chương trình truyền hình đó. Được xem là thần đồng đó. Bây giờ còn phải đi làm ở Best Buy kìa. Thần đồng đó. Từng được xem là chỉ số IQ cao nhất đó mà bây giờ còn phải đi bưng hàng ở Best Buy. Do đó, nó không nói gì cả. Tôi cũng có bằng đại học đấy. Nhưng mà cuối cùng bây giờ tôi phải ngồi làm làm YouTuber cho quý vị đó. Nó khác nhau xa lắm, vấn đề do cái point of view của mình, cái tầm nhìn của mình như thế nào? Có thể thuyết phục được người khác và có thể đánh trúng vào cái đám đông muốn cái gì và cần cái gì hay không. Chứ không phải còn cái bằng đó quý vị, nó chả có nghĩa lý gì cả. Ngay cả quý vị, người sáng lập cái công ty Apple đó cũng bị ao khỏi trường học. Người sáng lập Facebook cũng vậy. Vấn đề là cái point of view thôi quý vị nha. Rồi tiếp tục à wow lướt qua. Lượng kiều hối đảng nhà nước công bố à, giảm rõ rệt, điều này ảnh hưởng ra sao chú? Thứ nhất là tại vì sao những người Việt hải ngoại đã thức tỉnh. Họ không để tài trợ mỗi tháng cho thân nhân ăn không ngồi rồi thứ hai tình trạng suy thoái kinh tế trên toàn cầu đã xảy ra dân đi làm ở đông âu để gửi tiền mỗi tháng về cho thân nhân cũng giảm đi bởi vì tiền mà họ làm ở các công xưởng ở đông âu không đủ cho họ sống họ phải đi làm thêm những cái nghề bất hợp pháp để kiếm tiền bây giờ toàn bộ khu vực âu châu siết chặt tất cả vấn đề chống tội phạm tức là chống buôn lậu chống buôn người chống buôn tình dục thì đương nhiên họ bị thất thu thì đương nhiên là cộng sản cũng bị thất thu theo do đó nó chả có cái đó là cái cho quý vị thấy thôi có điều là chúng ta nhìn được một cái góc thôi là nền kinh tế của cộng sản đang điều hành bây giờ đó là không có một cái nào gọi là kinh tế chủ lực để mà đẩy nền kinh tế phát triển hết cuối cùng cái ngân sách mà từ ở bên ngoài người việt gửi về dù đó là kiều bạo của cộng sản hay người việt hải ngoại nó lại chiếm một phần quan trọng trong ngân sách của cộng sản thì bây giờ nó sẽ làm cho cộng sản thiếu thêm cái tiền mặt thôi Thiếu thêm cái ngoại tệ thôi Mà thiếu ngoại tệ thì lấy đâu ra trả nợ Trả nợ cho Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc Trả nợ cho World Bank Trả nợ cho IMF Ok Rồi tiếp tục à <laughs> Rồi à lướt qua một số những cái mà Ông Ron DeSantis nếu ra ghi danh tổng thống mà rớt thì có cái mất cái nốt Ông đang tranh cử giữa mùa Tức là ghế thống đốc ông mới thắng là 4 năm lận Bây giờ mới có giữa mùa là 2 năm thôi Thường thường những người mà họ ra tranh cử Ở một cái chức vị kế tiếp Họ chọn giữa mùa Để lỡ có thua họ vẫn ngồi lại ghế đó Đó là cách làm chính trị Ví dụ quý vị muốn ra, ra một cái ghế nào đó Thì quý vị chờ nửa nhiệm kỳ của mình Quý vị ra Lỡ có thua thì vẫn còn ngồi đó Còn nếu thắng thì coi như từ chức Đại khái như vậy nha Ok, rồi. À Việt Nam không biết chữ vẫn làm giám đốc trung tâm tâm đăng kiểm cho tới giờ phút này quý vị vẫn còn nghe lời cái lời phát biểu của công an. Quý vị quý vị nghĩ làm sao mà trung tâm đăng kiểm không biết chữ? Cái này là cách tránh né mới của đám cán bộ thôi. Ngày xưa ra tòa thì nó viện cớ là nó có bệnh cancer, nó viện cớ có bệnh này bệnh kia thì nó nó xin giảm án rồi bây giờ nó viện cớ không biết chữ để khỏi ký đơn giản vậy thôi ngay cả một giáo sư tiểu học mà cũng không biết chữ mà lên dạy lên dạy là sao có điều họ học lớp 3, lớp 4 rồi cái tự nhiên họ đi học bổ túc văn hóa rồi tự nhiên có bằng tiến sĩ thì cái chuyện đó nhiều lắm còn cái vấn đề đó là không biết chữ á cái bị chạy theo đó là cái bị chết tươi ngay Tại vì đó là cái chiêu của họ thôi Chứ thật sự quý vị Họ biết chữ không Cái bây giờ quý vị đưa một cái tờ tiền à, 500 ngàn đồng coi Nó đọc số 500 ngàn được không Yes Tiền nó cầm được Thì làm sao nó không biết chữ Vấn đề ở chỗ là gì Nó dùng chiêu thôi nha Rồi tiếp tục À Lúc qua ok À ở Mỹ à, uh, 86 con thấy co, cô, Mai đứng gần vậy đó là nhạc sĩ Ngọc Chánh trời đất ơi trả giờ chú nói mà con không nghe hả đó là nhạc sĩ nổi tiếng của ca khúc uh, vết thù trên lưng ngựa hoang bao giờ biết tương tư đó nha rồi tiếp tục người do thái mất nước từ khi nào và đã phục quốc như thế nào để có đất nước do thái thứ nhất là trên nguyên tắc họ mất nước từ sau khi mà chúa giêsu đã bị treo tên thập tự giá thì từ lúc đó họ mất nước và dân tộc do thái cũng giống như dân tộc gypsy phải tản mát ở khắp nơi cho tới năm 1948 tức là sau cái đại nhị thế chiến sự thảm sát của đức quốc xã đối với người do thái đã gây sự phẫn nộ cho cả thế giới do đó những người do thái tụ lại và sau cái pha, cái quyết định của liên hợp quốc năm 1948 thành lập một đất nước do thái thì lập tức là họ đưa, họ kéo về lại khu vực của Jerusalem, West Bank, tức là Tây Ngạn và giải Gaza và họ thành lập quốc tại đây. Ok, 2 triệu người Palestine đã bị đẩy ra trong cái đêm mà buổi sáng Liên Hợp Quốc là thông báo thì trong đêm đó 2 triệu người Palestine đã bị đẩy ra khỏi nhà của họ. Đó là người Do Thái và câu chào của người cho Do, Do Thái trong suốt 2.000 năm qua thay vì quý vị hỏi là khỏe hay không ăn cơm chưa theo mỗi phong tục thì người do thái có câu chào là hẹn nhau tại jerusalem đó là cái câu chào hỏi của người do thái ok thì quý vị đó là cái gốc của người do thái nha rồi tiếp tục ok ngày đầu cộng sản mở cửa khẩu trung quốc xếp hàng mà không có xét nghiệm anh nhận xét sao thứ nhất xếp hàng là được bao nhiêu xếp hàng vài chục người vài trăm người hay vài trăm ngàn người nó khác nhau ok và trong khi những quốc gia khác đang xét siết chặt thì cộng sản việt nam mở cửa bởi vì không có du khách nước ngoài tới việt nam bây giờ họ phải nhờ tới cái lượng du khách từ trung quốc đơn giản vậy thôi ok rồi à, với dân bắc Hàn nếu thế giới không có lật đổ để đó dân bắc Hàn cũng phải sống vậy thôi chứ họ không à, họ biết đang bị cai trị độc tài đâu thì tôi đã nói với quý vị dân ở xứ độc tài họ bị một à, và cộng sản họ bị gieo rắc cái văn hóa sợ hãi rất nhiều cho nên họ mất cái sức phản kháng rồi và cái sự gieo rắc này nó kéo từ thế hệ này qua thế hệ khác do đó bây giờ họ mất sức phản kháng kể cả dân việt nam cũng vậy luôn chứ đừng nói tới dân bắc hàn chính điều này nó làm cho họ sống khổ hơn mà họ không biết rằng khi họ phản kháng thay đổi xã hội thì cuộc sống họ thăng tiến họ chỉ bị hù là sẽ làm cho xã hội loạn bla 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 bla, bla. nhưng mà quý vị Chính điều này là cái ý muốn của những kẻ cai trị. Nó muốn quý vị sợ hãi. Nó muốn quý vị ngồi đó chờ nó ban phát. Đây là cái bản chất của những chế độ cai trị. nha Rồi tiếp tục. À... Rồi, à, Tết năm nay có tổ chức ca nhạc hay cải lương không vậy chú? Trên nguyên tắc thì năm nay tôi bận quá, tôi không có làm giống như những năm trước. Có điều là Hôm rồi thì có người em ở trong giới văn nghệ là Lê Tính Nghệ sĩ hài Lê Tính thì có gọi cho tôi Thì Lê Tính đang chuẩn bị làm một cái chương trình ngày 14 tây tháng này Là một cái chương trình là 8 cái trích đoạn liên quan tới lịch sử của Việt Nam chống giặc tàu Thì Lê Tính làm ở chỗ viện Việt học thì có gọi cho tôi Thì tôi đang sắp xếp coi có thể làm trực tiếp cái chương trình này cho quý vị không Bởi vì tánh tôi hơi khó mà Lê Tính thì gom bi một số anh chị em nghệ sĩ bên ngành cổ nhạc hồ quản vân vân đó để làm thì tánh tôi với lại Phương Mai thì hơi khó trong vấn đề này thì vấn đề những nhân vật lịch sử là chúng ta sẽ diễn nhưng đủ khả năng diễn hay không lại là một chuyện khác đủ khả năng để diễn đạt một cái nhân vật lịch sử của Việt Nam hay không hay là chiếu lên rồi khán giả sẽ la làng nói người này diễn dở quá làm cái này cái kia thì hơi phiền cho nên tôi đang xem lại các kịch bản và tôi phải xem lại cái cách tập tuồng cũng như cách diễn của anh em chị em nghệ sĩ rồi tôi mới quyết định được. Thì cái ngày đó là ngày 14 tây tháng 1, tức là tuần tới đó. Thì để tôi về tôi xem coi như thế nào nha. Yeah. Rồi tiếp tục. Ok. À. Mình có hẹn gặp nhau ở Sài Gòn được không anh? Với điều kiện là giống như bài thơ của Trần Trung Đạo. Tức là nó phải có một cái nền văn hóa cũ. Bài thơ của Đồng Đạo có hai bà hai câu thôi Nhưng mà tôi rất thích Thèm một bữa cùng anh em bè bạn Uống cho say rồi chết giữa Sài Gòn Tức là anh mong muốn gặp lại cái văn hóa cũ của Sài Gòn Chứ không phải là cái mảnh đất Sài Gòn Mà là những văn hóa con người của Sài Gòn Của cái giai đoạn trước nha Rồi tiếp tục à, Gavin Newsom làm việc cho nước Mỹ hay làm vì lợi ích của đảng Dân Chủ và lợi ích chính trị cá nhân? Thứ nhất là ông ta đang làm việc cho California. Chứ ông ta đâu có làm việc cho cả một nước Mỹ đâu. Ông ta là thống đốc của tiểu bang California thì ông ta chịu trách nhiệm cho tiểu bang California thôi. Mà tiểu bang California thì ông ta muốn đẩy theo cái khuynh hướng xã hội chủ nghĩa. Đơn giản vậy thôi. Chứ ông ta đâu có làm việc cho nước Mỹ. Nước Mỹ này tới 50 tiểu bang là ông ta chỉ take care cho cái tiểu bang California thôi. Nha. Rồi tiếp tục. Ok. À. Ok. Hù riết thành hàng luôn anh Phong ơi. Thì tôi đã nói quý vị, trừ khi nào quý vị đầy đủ kiến thức, quý vị sẽ hết sợ hãi. Tại sao dân Đài Loan mỗi ngày bị Trung Quốc hù dọa mà họ không sợ? Đơn giản thôi quý vị, bởi vì họ đủ kiến thức. Cho nên họ không sợ, còn dân Việt Nam thiếu kiến thức, cho nên sợ nhiều thứ lắm. Cái gì cũng sợ hết. Chính vì vậy, họ vẫn tiếp tục làm cu ly, làm ô sinh, đi lấy grab. Trong khi đó họ có bằng cấp nha. Còn ngược lại những kẻ không có bằng cấp chơi bằng giả. Thì đang ngồi trễ chệ ở trong các chức chủ tịch của tỉnh, bí thư tỉnh cho tới chủ tịch xã, chủ tịch quận. Thậm chí là lên tới hàng cao hơn nữa. Chủ tịch ban ngành nữa, hay là trưởng ban của ban ngành nữa. Nhưng mà bằng giả hết đó là cái lý do tại sao tôi nói là tôi phải làm cái chương trình này suốt mấy năm nay là bởi vì tôi biết được điều duy nhất khiến cho người ta vượt được sợ hãi là kiến thức có đủ kiến thức thì không ai sợ nữa hết còn thiếu kiến thức thì vẫn sợ nha rồi tiếp tục ok à ok à anh phong sao người campuchia lại ghét người việt nam thì quý vị có ghét người trung quốc không Quý vị có ghét người Trung Quốc không? Đừng hỏi là người Campuchia Không phải người Campuchia nào cũng ghét người Việt Nam đâu Chỉ có thiểu số thôi Nhưng thiểu số đó to mồm Do đó quý vị Giữa dân tộc này và dân tộc khác Có sự khác biệt Sự khác biệt đó có thể dẫn tới một cái thành kiến Nhưng mà Cái thành kiến đó thì rất là thiểu số Rất rõ ràng nha Rồi tiếp tục Ok Ok, à, tiếp tục này nha. Ok, à, hẹn gặp nhau ở Sài Gòn. Cảm ơn các bạn. Thật sự tôi đã nói với quý vị là ở Sài Gòn thì chúng ta gặp ở cái nền văn hóa cũ. Chứ tôi không thể gặp quý vị trong cái văn hóa cộng sản được. Tại vì nếu là văn hóa cộng sản tôi chả cần thiết về Sài Gòn. Cái văn hóa đó là cái văn hóa nó không còn là văn hóa của người Việt Nam nữa. nha Rồi, à, nói đi học toàn copy bài mà làm bí thư đoàn đó. Thì tôi nói với quý vị, Tôi nói là gì, tôi đã từng có biết được một số những nhân viên làm việc cho lãnh sự quán của cộng sản luôn. Cứ mỗi 3 tháng hay 6 tháng là họ phải có một cái à, à, văn bản để mà gọi là à, gọi là gì à, báo cáo về công việc của họ. Họ cứ lấy cái văn bản của 3 tháng trước cái họ sửa ngày lại cái họ nộp lên xong. Đó là cách làm việc của quan chức cộng sản đó. Lấy bản báo cáo của năm trước lấy bản thống kê của chỗ khác về copy bỏ vô xong sửa ngày không làm gì hết đó là cách làm việc của quan chức cộng sản bây giờ đó hầu hết đều là chơi cái trò này còn không theo là phải nhờ người ta tên nào khá một chút nhờ người ta viết dùm nhờ người ta đánh giá dùm rồi sau đó về để tên mình vô ghi ngày tháng vô xong nộp lên đó là cách làm việc của hầu hết các quan chức của cộng sản Do đó tại sao quý vị họ mở miệng ra đó là quý vị thấy cười. Báo chí cộng sản tuyên truyền cũng che được không không đổi cho họ luôn. Đó, ví dụ như ngày mấy ngày nay quý vị hỏi tôi, anh Phong ơi, Phong chữ bắp với chữ ngô khác nhau chỗ nào vậy? Mà bây giờ nó ra lệnh là phải dùng chữ ngô không dùng chữ bắp. Quý vị nội cái nợ cái loại tuyên bố này là quý vị thấy 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 rõ cái khả năng trí thức và cái khả năng hiểu biết của những tên cán bộ cộng sản như thế nào không? ở trong miền Nam chúng ta gọi là, gọi là bắp ở ngoài Bắc gọi là ngô nó là ngôn ngữ của hai bên mà bây giờ bắt dùng chữ ngô không dùng chữ bắp là sao thì quý vị nghe quý vị biết rồi đó nha yeah. ngay cả trường của ai à, gì trưởng của một phường còn không biết lấy máy tính cái trò lấy báo cáo trước kỳ trước là kỳ sau làm làm quà làm hoài luôn thì tôi nói quý vị nó chuyên môn lấy cái bản báo cáo năm trước về sửa ngày lại thôi thậm chí nó còn không đọc tới luôn đó ấy như người ta còn kỹ chúng ta, người ta đọc người ta có cái gì sai sót hay có cái gì mà không đúng người ta sửa lại nó chơi nguyên con xong nó để ngại vô nó nộp lên thôi tại vì nó biết sếp nó cũng đâu có đọc sếp nó chỉ cần cái bản báo cáo đó nộp lên thôi cho nên là nó chơi cái đó không à nha rồi tiếp tục ok à. sinh viên việt nam mới bị già trừ điểm rèn luyện không tốt nghiệp được thì đã lo ra đi làm nô lệ lao ghế sân vận động hay cho đám cán bộ rồi chú ơi Nói gì tới việc xa hơn là phản kháng chính trị. Tại vì sao? Tại vì sinh viên Việt Nam không có kiến thức. Cho nên họ sợ đó. Còn những người có kiến thức, họ đâu có sợ đâu. Quý vị thấy từ à, Huỳnh Thục Vi, Nguyễn Hoàng Vi cho tới à, Võ Hồng Ly, Trần Huỳnh Di Thức. Họ đầy đủ kiến thức. Cho nên họ đâu có sợ Cộng sản, họ đâu có sợ tù đại. Họ bị bắt mấy lần rồi. Họ đâu có sợ tù đại còn những người thiếu kiến thức thì mới sợ còn những người đủ kiến thức họ can đảm hơn nha rồi tiếp tục à vào wow, giống trái bơm gọi là trái táo nhiệm kỳ của chủ tịch hạ viện bao lâu vậy? hai năm một lần tức là cứ hai năm bầu cử lại à, ở hạ viện thì hai năm sẽ bầu lại chức chủ tịch hạ viện nhiệm kỳ họ là hai năm nha thì à, đảng nào nắm đa số thì sẽ bầu cho người của đảng đó làm chủ tịch hạ viện rồi tiếp tục à, bắp gọi là chè, bắp gọi là chè ngô à, ok người nhìn thấy người trung quốc túi ra nước ngoài như ông vỡ tổ khi mà họ mang dịch đi khắp nơi hy vọng à, phương tây cấm bay đối với họ họ có giám sát nhưng họ không cản có điều là điều thứ nhất điều thứ hai là gì quý vị lần này quý vị sẽ thấy tại sao đại dịch bùng nổ ở khắp nơi mà dân xứ khác không chạy Chỉ có dân xứ Cộng sản mới bỏ chạy Dân xứ Cộng sản Dù Cộng sản Việt Nam hay Cộng sản Trung Quốc Giống nhau Đều tìm cách bỏ chạy Trong khi dân xứ khác thì họ không bỏ chạy Cứ vị thấy Lào, Campuchia có bỏ chạy không? Không có Nhưng mà dân xứ Cộng sản ở Cộng sản Lào thì không nói rồi Cộng sản Việt Nam với Cộng sản Trung Quốc là chạy tư hộp sen hết luôn Lý do Quý vị trả lời cho tôi nghe đi nha yeah. Rồi tiếp tục. À, em hy vọng nền dân chủ bên Campuchia đa đảng sơ khai mong dân chủ toàn cầu để em sang xa, à, xa nhập cư. Thứ nhất, em đã dùng sai tên nước của người ta. Tên nước của người ta chính thức là Campuchia, Cambodia. Ok. Chứ không phải là Campuchia. Campuchia là cách gọi của Cộng sản thôi. Còn tên nước của người ta là Cambodia. Rất rõ ràng. Quý vị mở ban trang anh ngữ đi Có một trang anh ngữ gà nào Campuchia không? No Họ đề là Cambodia Tức là mình nói qua tiếng Việt là Campos Em phải dùng đúng cái tên nước của người ta đã Đừng dùng sai tên nước của người ta nha Rồi tiếp tục Ok à có lần tôi đọc tờ báo trong nước tự đề phượt thủ gặp nạn tôi nghĩ là diễn viên đóng phim cung phu gặp nạn nhưng đọc hết báo mới biết người leo núi gặp nạn thì quý vị tôi đã nói quý vị rồi là chữ nghĩa nó nghèo nàn nó đem nó đem những cái tiếng lóng dân gian lên để nó làm chữ nghĩa chính thức thì quý vị biết là cái trình độ giáo dục của cộng sản tới mức độ nào tới mức độ nào rồi ngày xưa ở miền nam việt nam chúng tôi có một cái viện hàng lâm để mà soạn thảo ra những cái chữ cần thiết cho người dân và những chữ đó đã được tranh cãi, đã được thảo luận trước khi họ đưa cái chữ đó ra cho bên ngoài người dân họ sử dụng và báo chí sử dụng. Còn bây giờ nó vô tội vạ quý vị, đem mấy cái tiếng lóng của giang hồ, đem mấy cái tiếng lóng của chợ búa lên làm cái ngôn ngữ chính thức luôn. Thì cái chuyện đó là là do cái gì? Tôi đã nói quý vị rồi, là do cái sự thiếu giáo dục hay là nói một cách gọi là thẳng thần là không có ăn học của đám cán bộ, đám cai quản báo chí nó là báo chí thật ra nó chỉ là cơ quan tuyên truyền của cộng sản thôi do đó nó chỉ cần nhét cái chữ đối vô là đủ rồi và tự nhiên mấy thế hệ sau theo chữ đó cứ tưởng đó là chữ việt nam chữ việt nam không có những chữ đó nha rồi tiếp tục ok à em quỳnh yến nếu mà em ở bên mỹ thì em sẽ biết còn nếu em ở việt nam thì em không nên làm ok bởi anh đã không muốn đọc cái câu của em rồi mà em cứ lặp đi lặp lại nếu em ở những xứ khác Em không thể đóng góp quỹ tranh cử trong tròn Trừ khi em ở Mỹ Còn nếu em ở Mỹ Em sẽ biết được em vô cái trang nào đóng góp trong trong nha Rồi tiếp tục Ok à Wow lướt qua Mai mốt à, chữ, à, Cấm chữ bác dùng chữ chén <laughs> Cũng có lý lắm Cũng có lý lắm đó nha Rồi à, Đồi bắp bằng ngô không thấy ai nhắc đến Cha già thành bố già <laughs> Ok, rất là hay à, à, Dân Bắc sinh viên muốn ra trường có bằng đọc Thì phải học tiếng Trung Cộng Thật buồn cho dân Việt Nam Cái điều đó tôi không biết Có điều là đa số dân Bắc Do cái giáo dục của Cộng sản Và do cái uh, sự nợ nần của Cộng sản Việt Nam Đối với Cộng sản Trung Quốc Do đó họ đã đưa những cái chính sách Để buộc dân ngoài Bắc là phải có thiện cảm Với Cộng sản Trung Quốc nhiều hơn do đó chuyện đó là chuyện bình thường bởi vì cái nôi của cộng sản lúc đẻ ra là từ cộng sản trung quốc rồi từ trên mảnh đất của trung quốc rồi chứ không phải trên mảnh đất của việt nam do đó quý vị đừng đem cái chuyện mà dân à, sinh viên ngoài bắc họ bị ở cái chính sách đó áp dụng rồi cái chính sách nó áp dụng rồi trong khi quý vị ở miền nam ngày xưa chúng ta có cả một cái viện hàng lâm về ngôn ngữ trong đó có toan ánh có dương quảng hàm những người được xem là bậc đại trí thức của miền Nam. Họ đã soạn và họ chọn chữ từ những cái ngôn ngữ tiếng Latino, tức là tiếng Latin đó, gọi là châu Mỹ Latin đó, rồi từ tiếng Pháp, rồi từ tiếng Hoa, rồi từ Nhật ngữ. Họ tổng kết những cái chữ đó lại, họ đánh giá, họ dịch thuật và họ chọn đúng cái chữ để cho người miền Nam dùng. Chứ họ không có tương đại một cái chữ bậy bạ bả nào lên hết. Họ dựa trên Pháp ngữ, rồi tiếng Latino, tức là tiếng Latin. Họ dựa trên Anh ngữ, họ dựa trên Nhật ngữ, họ dựa trên Hoa ngữ để họ chọn đúng cái chữ mà nó đúng nghĩa để đưa ra. Đó là ngày xưa cái viện Hàn Lâm về ngôn ngữ của viện, của miền Nam mình. Và quý vị, mỗi một lần họ làm xong, họ lại đúc kết và họ đưa vào cái thư viện quốc gia để họ giải thích nghĩa của từng chữ. Họ cũng có tranh cãi để họ đưa ra, chứ không có cái kiểu mà lu bu giống như Cộng sản bây giờ. Nó khác nhau chỗ này nha <laughs> Rồi Wow à... Tiktok bị cấm cả nước Mỹ Hay chỉ cấm ở một số tiểu bang Ít nhất là một số tiểu bang đã cấm các thiết bị của tiểu bang Và trên toàn nước Mỹ Thì tất cả những cơ sở nào thuộc về liên bang Đều bị cấm Tức là những cái uh, Thiết bị nào mà nằm trong cái cơ sở liên bang Từ máy uh, computer Cho tới TV cho tới uh, phone, tại vì TV bây giờ quý vị nó dùng app nhiều, thì uh, các cái hãng như là Sony, Panasonic hay là LG đó, họ bỏ một số app vô thì trong đó có cái app TikTok thì bây giờ phải lấy ra hết. Rồi những cái thiết bị về computer cũng phải lấy ra, rồi những cái thiết bị về iPad, tablet hay là phone đều phải lấy ra hết. Nếu như những cái đó thuộc về tài sản của liên bang và nếu những cái đó thuộc về tài sản của những tiểu bang đã cấp, còn dân Mỹ Quý vị ở nhà quý vị vẫn download TikTok được Trừ phi Trong cái cuộc họp sắp tới của Hạ Viện Họ thông qua cái luật Cấm toàn bộ dân chúng Mỹ Không được phép dùng TikTok Thì nó là chuyện khác Còn bây giờ mới chỉ trên cái Cái cơ sở của liên bang và tiểu bang thôi Nhưng mà nếu mà cấm như vậy Thì có thể sẽ bị đơn kiện Bởi vì cái quyền tự do Của người dân Hoa Kỳ Nó được ghi trong cái hiến pháp Do đó không thể cấm cái quyền tự do Của người dân được thì có thể bị kiện nhưng ở trong cơ sở của chính quyền liên bang hay chính quyền tiểu bang là cấm họ có quyền tại vì cơ sở đó của riêng họ họ có quyền trên cơ sở của họ còn quý vị ở nhà quý vị không cấm được thì bây giờ do chính cha mẹ ở trong nhà cấm con cái thôi ok mày bước về nhà tao mày ở trong nhà tao tao trả tiền nhà cho mày mày đi học tao nuôi mày ăn học thì mày phải đột, chấp nhận quy tắc của tao tao không muốn mày download lốt tiktok thì do cha mẹ trong nhà thôi chứ hiện nay thì tiktok bị cấm ở các cái cơ sở của liên bang và những cái cơ sở thuộc tiểu bang nào đã cấm California chưa cấm mà thì nó vẫn còn sử dụng được nha rồi tiếp tục ok à. ok à, lịch sử à, ba cha bố được không chú theo thực sự chữ nào hàm nghĩa của thân phụ sinh ra mình vậy chú thật sự tùy theo mỗi vùng Mỗi vùng có một ngôn ngữ khác nhau Thật sự quý vị Ngay cả góc tôi góc Bắc Ở ngoài Hương Yên Tôi gọi bà nội tôi bằng U Hoặc bằng Bu Hay là bố tôi gọi bà nội tôi bằng Bu Chứ không có gọi bằng à, à, Bằng cái chữ bình thường là mẹ Mỗi ngôn ngữ Nó đều Mỗi một khu vực Họ có một cái ngôn ngữ khác Và trong cái ngôn ngữ đó Nó có câu chuyện của nó Cho nên chúng ta không nói nó sai hay đúng nó làm cho cái ngôn ngữ nó phổ nó được đa dạng hơn thôi ví dụ ở miền nam phân biệt chữ cha và chữ ba thì thật sự quý vị hồi xưa lúc mà tôi làm ở phòng lòng tiếng thì lúc đó nếu mà phim cổ trang mà dùng chữ ba thì kỳ quá mà dùng chữ thân phụ thì tới hai chữ rồi cho nên lúc đó chúng tôi quyết định dùng chữ cha là cái chữ mà một chữ một thôi thì nó 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 vừa đúng cái lip sync mà nó vừa có ý nghĩa vì dùng cái chữ đó lâu còn chữ ba là sau này cái thời mà bắt đầu à, à thời pháp thuộc là chữ ba xuất hiện rồi nhưng mà trước khi mà có thời pháp thuộc thì mình vẫn dùng chữ cha chữ tía thì những cái chữ đó là những cái chữ mà mình thường dùng thì nhiều khi có những cái khu vực nó khác nhau ngoài bắc dùng khác trong nam dùng khác rồi những cái miệng miền quê lại dùng khác nữa miền quê họ dùng chữ tía không à Tại chữ tía đó bắt nguồn từ cái chữ của cái tiếng tiều Cái tiếng của Trung Hoa Nó dùng chữ tía Nhưng mà chữ tía thì vẫn là những là cha Vậy thôi nha Rồi tiếp tục Ok Nếu ông Trump trở lại Ông có chính sách gì với Liên Hợp Quốc Thứ nhất ông chưa nói về chính sách này Những lời tuyên bố ra tranh cử của ông Trump bây giờ Là sẽ chống những cái tên tội phạm ma túy Và thứ hai là sẽ chấn chỉnh tất cả những cái uh, biên giới của hoa kỳ là hai điều mà ông cam kết mới đưa ra thôi còn điều thứ ba còn những vấn đề khác chưa thấy chừng nào ông tuyên bố thì sẽ có thông báo nha rồi tiếp tục à, ở buôn mê thuộc mất khá nhiều chủ nghĩa có nền giáo dục hậu thế đúng tên đúng tên quốc tế là cambodia thì tôi nói tên nước của người ta là cambodia thì mình dịch là cambodia là đúng Bây giờ đi gọi là Campuchia là cái gì? Nha. Rồi à. Wow, lướt qua một số những cái mà không có à, nhiều người biết thì tôi không có đọc nha. Ok. Anh Phong nói từng nói cộng sản sẽ đổi màu khi lâm vào thế kẹt, đổi màu đó như thế nào? Tức là bây giờ họ chuyển qua màu khác. Họ chuyển qua màu tương đồng với đám cánh tả. Để họ tiếp tục duy trì. Tức là mỹ dân bơm giới đồng tính lên bơm tất cả những cái chính sách về khí hậu toàn cầu lên đại khái như vậy để chuyển màu bây giờ nó đang chuyển màu đó nó chạy theo cái khuynh hướng ca cực tả đó và tiếp tục là bắt đầu đã kích tôn giáo đã kích giá trị gia đình với cái quyền quyền của những đứa trẻ vị thành niên nhân danh những đứa trẻ vị thành niên để mà cắt bỏ quyền của cha mẹ đó là cái chính sách đổi màu của nó đó nha rồi tiếp tục Ok à Nhà tôi gọi là ba là thầy rồi me là u nè, dạ yeah. thì tôi nói với quý vị là mỗi một ở nơi mỗi một nơi họ có cái ngôn ngữ riêng. Thì nó chỉ mình chỉ biết là họ đồng những chữ đó đồng nghĩa. Mình hiểu theo nghĩa của địa phương là đủ rồi. Còn phân tích cái gì nữa? Mỗi một địa phương đều có một cái chữ riêng mà nha. Ok. À, tôi mới về Việt Nam ở Việt Nam dân Sài Gòn à, mới đổ xe bên kia bạn em nói là đến à, xe à, nói xe đậu xe thì nói đậu xe tại sao nó là đổ đổ chỗ nào nên để anh lượm về thì tôi nói quý vị là đậu xe giống như mình nói đậu xe kẹt xe ở Việt Cộng thì quý vị, ung tắc ung um tắc là cái con khỉ gì nhưng mà giờ trên mặt báo chí quý vị á ung tắc là cái gì nói tôi nghe đi đây. đây là cái cách mà nói gọi là gì nó dùng những cái ngôn ngữ mà tiếng lóng với những cái tiếng dân gian ở ngoài nó biến thành chữ từ, 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 kẹt xe thì mình nói kẹt xe đậu xe vào thì đậu xe vào đổ là con khỉ gì thì đó quý vị thấy đi tôi không phải chê ngôn ngữ miền bắc nhưng mà có những cái chữ không đúng có những chữ không đúng nó dùng tự tầm bậy tầm bạ để nó biến thành ngôn ngữ bởi vì sao nó nghèo nàn chữ nghĩa và nó lại không muốn dùng cái ngôn ngữ của miền nam đã có nó muốn xóa đi cái ngôn ngữ miền Nam đây là cái mục tiêu do đó quý vị thấy cái ngôn ngữ nó rất là nghèo nàn nha rồi tiếp tục ok à hậu ngôn anh đã nói với em rồi anh không muốn nhắc tới bất kỳ một cái gì mà liên can tới tiền điện tử mà em thích dân Việt Nam muốn anh quảng cáo cho nó nhưng mà anh không muốn nhắc tới cho nên em bị block nha rồi à wow à cái quyền cha mẹ là hợp thời ở Việt Nam tha hồ mà nhồi sọ đó sẽ tước quyền cha mẹ của quý vị luôn trong trường nó đã tẩy não rồi trong trường từ lời tiểu học nó không coi cha mẹ ra cái gì hết nó chỉ coi nó chỉ chỉ cho mấy đứa nhỏ cái công ơn của hồ chí minh thôi và công ơn của đảng thôi ngay cả cái công đẻ quý vị ra nó còn không coi ra cái gì kìa thì quý vị ngay cả thủy tổ cộng sản à, cái gì à, trường chinh đặng xuân khu đặng xuân tụ phải không thì quý vị đem cha mẹ của mình ra đấu tố luôn đem cha mẹ của mình ra đấu tố luôn thì quý vị biết rồi đó thì đừng nói đừng nói tới chuyện khác nha rồi tiếp tục à, nhà em dân bắc nam tư gọi cậu mợ dạ yeah, bên ngoại tôi gọi cái chuyện đó bên ngoại của tôi gọi cha mẹ là cậu mợ rồi bên nội tôi đó thì lại gọi là uh, u với bu là bởi vì bên nội thì ở hưng yên bên ngoại thì quê thái bình do đó thì đó là cái cách ngôn ngữ của mỗi một nơi mình phải tôn trọng thôi mình không có cái vấn đề bóp lại ngôn ngữ đó là cái ngôn ngữ riêng của mỗi một khu vực còn những cái chữ mà nó gắn ghép vào nó chỉ là tiếng lóng của dân gian hồ chữ phượt là tiếng giống của dân gian hồ của dân đầu đường xó chợ thì bây giờ nó biến thành cái chữ chính thức thì cái đó là không được còn mỗi ngôn ngữ mỗi nơi nó có cái ngôn ngữ riêng của họ thì mình tôn trọng nhưng có những cái ngôn ngữ nó là tiếng lóng nó không phải nằm chính thức ở trong cái văn hóa vùng miền hay là cái văn hóa của dân tộc bây giờ nó dùng hết đó quý vị đó là lý do tại sao mà tôi nói với quý vị là cái càng lúc thì nó càng nghèo nàn chữ nghĩa là như vậy nha rồi tiếp tục à chiếc xe chiếc điện thoại chứ đâu gọi con xe con điện thoại. thì cái đó là tiếng lóng cái đó là tôi gọi là tôi nói quý vị đó là tiếng lóng ok rồi à, cảm ơn tất cả các thính giả rất là nhiều cho sáng ngày hôm nay và trước khi chia tay thì phải cảm ơn người em là à, Tommy à, đã mua giùm tôi tại vì tôi có đặt hai cái bản để treo trước cửa nhà thì quý vị thấy hai cái bản này nó có ý nghĩa rất là hay ở trên đề chỉ là no trespassing chúng tôi không gọi 911 bởi vì cái property của chúng tôi được bảo vệ bởi tu chính đáng số 2 thì đây là cái bản mà của Tommy đã đặt cho tôi và gửi về rồi cảm ơn Tommy rất là nhiều cho cái à, à, hai cái bản này và cảm ơn tất cả các khán giả rất nhiều phong sẽ gặp lại tất cả mọi người trong chương trình À, kế tiếp của tnp channel xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi mến chào mọi người chúng ta gặp lại sau bye bye